Hả? Chỗ kia ra ngoài kia có cá kìa. Để đó luôn, chơi luôn. Hay là chỗ này nè. Chỗ cái thành ngắn này nè. Em ra đây thử. Mồi đâu câu. Cá cam. Ôi trời ơi. Để camera úp vô đây không thấy được luôn không? Big one, yeah. Đâu, ôi, it's on. Come on. Gosh, not bad. You need? That one is good. Yeah. Thank you. No worries. Good luck, mate. Má mì làm cá nè, Osana. Cá để đi câu về đó. Bữa nay đi câu được chừng nhiêu đây con nè, cả nhà. Đó. Được chục con. Cá này ở Việt Nam kêu là cá hồng mà. Tiếng Anh nó là pinky. Nhưng mà nó lớn hơn, nó to hơn nữa thì người ta gọi là con snapper. Giờ mình về làm dãy đi. Xong rồi bỏ trong cái tủ lạnh. Cấp đông đó hả má mì hả? Không ăn cấp đông. Bữa nay 15. Làm đi sát xanh này. Trời ơi. Trời mùa thu đẹp ha. Lát nữa Trình đi với ba nha. Okay. Đi lên mua cái cọng dây cước với lại lưỡi câu là đâu có đâu. Mình nhìn bán gì? Mấy cái chỗ bán đồ câu cá. PCF với là Anacoda nha. Cá hồng không à cả nhà. Nó ra sau vườn làm luôn, giống không? Ra giống như ở Việt Nam vậy. Ở trong nhà nó hôi lắm, nó tanh lắm. Nhà bên này kín không giống như Việt Nam, làm không có làm trong bếp. Cá mắm mà làm ra ngoài làm. Ở Việt Nam ở trong thành phố người ta cũng ra cái chỗ giặt đồ người ta làm. Đâu ai làm cũng xinh. Ở trên đây cầm cái ai?
Ok. Cầm đi. Tôi làm cái gì má mày, cầm mày kéo lên. Mày kéo á, cầm kéo. Hồi dưa con, bà vừa bà giỡn bà đùa. Nè 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 nè. À, cầm lên, dưa lên. Để đi chụp hình. Coi nước nó nhiễu vô tay. Quay con cá lại. Đó, dưa con cá lên. Để ăn. Ăn ai? Hùng ơi. Dắt. Yeah. Mấy anh nhỏ gì biểu xe anh làm vậy anh đâu biết gì đâu. Nó sợ không là do mình á, mình cứ hù nó, mình làm cho nó nhát nó sợ thôi. Trời bữa nay trời nắng đẹp. Hồi sáng có mưa. Úi da. Rớt rồi, nó còn sống nó nhảy vô rồi. Nhảy vô thâu đây rồi. Đúng không? Chuẩn bị cắt cỏ, cắt đồ nữa. Cỏ nó còn ướt, cắt nó dơ. Trời, nó ráo ráo à. Ok, phít chín nè, Út Trình à. Út Trình ơi, hai phít không? Trời mưa, trời cây, cây đây trái chín nhiều quá luôn. Nó nở tét lét luôn. Mấy hôm trước nó nắng nó khô, giờ mưa nó hút nước vô nó nở bung luôn. Thì cái hình ảnh này y như Việt Nam luôn. Hai mẹ con ngồi, hai mẹ con ngồi làm cá kìa. Nó cá bự nè. Ở Trình là, ở Trình làm cá được không? Ở Trình làm cá được không, ở Trình? Cái ăn là cái gì ta? Cái gì? Cái gì? Thua. Nói tiếng Việt đi con. Bữa nay ba học cha, ba học và ba chỉ lại tiếp. Nó biết cái đuôi. Ủa mấy mày không có móc mang nữa hả? Móc làm này sao mà móc. Ủa Trình có làm cá không? Yes, I can make it. Trình ơi. Trời chưa anh muốn làm à. Lấy nước con xịt vô cái xong thau cá này nè. Đó nước đằng kia kìa. Sau lưng con kìa. Yeah. Lấy nước rửa cá cho mẹ. Ừ. Xịt vô đây, xịt vô trong thùng đây này, trong thau đó đó. Con hép mấy mì. Help. Ừ. Help. Yeah. Okay. Good boy. Little bit of water. Em chiều nó ngủ rồi thì giờ Austin làm. Austin do it. Let's put our hands. Đổ nước đầy luôn cho mấy mì làm. Let's put in the water. Cái mùa đây là mùa của cá hồng. Cho nên mình đi câu. Cũng nhiều người á, nhiều người ở đây nhiều người đi câu. Nó vui. Tùy thôi, có người đi trễ, người ta thức dậy trễ. Còn mình canh. Mình đi. Người ta ra là mình đủ, mình về. Bây giờ cá ở đó nó cũng còn ăn ầm ầm. Mà đủ rồi, về. Yeah. Nước bắt đầu cạn, nước bắt đầu rút. I can wear glove. Con đi lấy. Có cá kia đi ra sau vườn nhà. Cái vườn mình vô mùa thu rồi. Các bạn thấy cỏ nè, giờ nó mọc.
lá bắt đầu nó rụng, lá trong vườn nhà mình đó, cây đào nè, rồi cây plum nè, nó rụng, mấy cây này nó rụng trước ha, rồi sau đó là tới cây lê, nó mà rụng hết lá là các bạn thấy là trời xám xịt và lạnh, lạnh luôn. Ờ, ở trên lấy bao tay đi ra. Bao tay đó, bao tay của má Mì làm vườn, à, nhổ cỏ. Lần đầu tiên là chiến lợi phẩm mà mình mới đi câu vô không, mà mấy hôm trước là câu có cá đối. Thì từ từ nó lên tay nghề chứ. Câu nó không phải trẻ giá, nào là cước, nào chì, nào lưỡi, rồi săn, rồi mất thời gian rồi nữa. Về nhà vợ chửi nữa. Tại tiếc là lúc mà ở ngoài đó là khi mà mình đang câu á, mình ham cá, mình không có quay video được. Mình ham cá, mình lo câu không à. Nó mất thời gian, tại chạy tới lo cái máy camera rồi nó mệt lắm. Nên mình về nhà đây, mình có cái cuộc sống của mình nè. Hả? À, gì ở trên? Ở trên muốn làm hả? Ok. Ở trong tủ á, vô mở tủ rồi lấy. Lấy bao tay hả? Tủ ở đâu? Ở trên muốn giúp má Mì nữa làm cá, cho nên nó mang bao tay nó nghịch. Cầm cá lên, bắt cá lên. Bắt lên rửa đi. Rửa cho nó sạch đi, rửa đi. Rửa rồi đổ nước ra, rồi đổ nước vô. Đổ nước ra. Bao tay nó lớn quá hả? Được mà, cố lên. Cố lên sẽ được. Easy. Easy. Bày ra bán luôn hay sao? Chắc shop lớp vậy.